đôi khi nếu mà bạn mở toàn nhà hàng hoặc là toàn spa thì đợt vừa rồi ví dụ như là covid vừa rồi nó lockdown thì thằng nào mà làm toàn du lịch là chết hết rồi ông nào mà toàn nhà hàng thì vừa rồi là chết lao đao bởi vì lúc đấy bạn vẫn phải là trả tiền thuê nhà trong khi đó bạn không được đồng doanh thu nào cả thế là bắt đầu là dãy đành đạch scale up giai đoạn mở rộng. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã có ít nhất từ hai đơn vị kinh doanh trở lên giơ tay cho tôi Rồi, chúc mừng các bạn. Ai đó mà ở giai đoạn từ hai doanh nghiệp trở lên, hai đơn vị kinh doanh trở lên thì lúc đấy chúng ta gọi là giai đoạn mở rộng. Có nghĩa rằng là bạn bắt đầu cấy thêm cái vòi thứ hai. Đó, hay là vòi thứ ba, vòi thứ tư, vân vân. Tức là bạn sẽ làm thế nào để mở rộng đế chế kinh doanh của bạn? đế chế kinh doanh, doanh có là business kingdom tức là vương quốc kinh doanh đã là vương quốc ấy thì nó không phải là một quốc gia mà nó phải là ít nhất từ 2, ba bốn năm trở lên đúng không? thì đây chúng ta gọi là vương quốc hay gọi là business kingdom tức là đế chế kinh doanh. thế thì khi bạn muốn xây dựng đế chế kinh doanh là bạn là mở rộng quy mô thì có nhiều cách để mở rộng quy mô cách thứ nhất là bạn mở theo kiểu dạng là chiều dọc tức là solo field tức là đơn ngành. tôi lấy ví dụ như này ở đây các bạn mà để ý là McDonald's hay là KFC hay là Coca-Cola hay là PepsiCo người ta mở rộng theo kiểu dạng quy mô theo kiểu đơn ngành như vậy ai biết đến Highland Coffee nhỉ Highland Coffee chính là đơn ngành phở lý quốc sư là đơn ngành Đúng không? tức là chỉ mở theo kiểu dạng đơn ngành như vậy mở rộng theo kiểu đơn ngành này nó có điểm lợi như thế này này lợi nhuận thì à, lợi thứ nhất là vì mình rất thạo cái ngành đấy rồi. Cho nên mở cái thứ hai thì mình rất thông thạo. Mình không phải học là thêm cái gì nữa cả mà mình chỉ có là nhân bản những cái là mình đã thạo rồi. Cho nên là nó rất là thuận lợi, đúng không? Vì thế cho nên là bạn có thể làm nó tương đối nhanh để nhân bản nó. Thế vậy thì cái không lợi ở chỗ điểm gì? Là đôi khi nếu mà bạn mở toàn nhà hàng hoặc là toàn spa hoặc là toàn cái là cái gì đấy như là phở ra thì đợt vừa rồi ví dụ như là một cái gì đấy nó chìm nó đau như là covid vừa rồi ấy, nó lóc đau thì thằng nào mà làm toàn du lịch là chết hết đúng không? là chắc chắn bị 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 nguy hiểm rồi ông nào mà toàn nhà hàng thì vừa rồi là chết lao đao có phải không em tức là rất là là vất vả về cái vụ covid bởi vì lúc đấy bạn vẫn phải là trả tiền thuê nhà bởi vì là ký hợp đồng là ký hợp đồng hàng năm trời hoặc 5 năm cho nên bạn vẫn phải trả tiền thuê cho người ta trong khi đó bạn không được đồng doanh thu nào cả thế là bắt đầu là là dãy đành đành yes và đấy là cái sự nguy hiểm của đơn ngành thế và hai nữa là gì là nếu như một đất nước nhỏ như chúng ta có 100 triệu dân thôi thì nếu bạn chỉ làm một đơn ngành ấy thì khó để trở thành tỷ phú đô la nếu bạn có ước ước mơ lớn thì khó để trở thành tỷ phú đô la cho nên nếu bạn muốn trở thành tỷ phú đô la Thì bạn lại phải đa ngành Và đa ngành ấy Thì nó có cái thợ, thuận lợi như này Đa ngành nó sẽ làm sao Để bình quân rủi ro Bởi vì thế cho nên là vừa rồi Amacao Chúng tôi là đa ngành đó. Cho nên là cái này nó bị giảm xuống Thì cái kia nó lại tăng lên Cho nên đỡ nhau thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển Và anh Vượng là phát triển theo kiểu đa ngành Đúng không? Vừa đơn ngành vừa đa ngành Chúng tôi cũng vừa đơn ngành vừa đa ngành Đúng không? Tức là trong một ngành đúng không? thì chúng tôi mở cũng khắp đất nước đúng không? mở cũng nhiều nhiều chi nhánh ở khắp đất nước nhưng mà chúng tôi lại mở rộng sang là gì đầu tiên là xây dựng sau đó là sản xuất vật liệu xây dựng sản xuất là gì là hàng tiêu dùng là rượu và nước rồi sang giáo dục xong rồi bây giờ lại sang là điện đúng không? điện sạch thì đấy chúng ta gọi là là cách gọi là đa ngành và đơn ngành như vậy là có thể là mới đầu chúng ta chỉ đơn thôi sau đó chúng ta nhảy sang đa ở đây ai biết đến là thế giới di động này? Chúng ta đều biết thế giới di động. Thế giới di động thì đầu tiên anh ấy chỉ có là một cái cửa hàng. Sau đó thì anh mới bắt đầu nhân rộng lên hai cái cửa hàng, ba cái, rồi đến hàng trăm cái, hàng nghìn cái. Thế thì sau một thời gian, anh Nguyễn Đức Tài anh mở được hàng nghìn cái rồi. Anh bắt đầu là nhảy sang bách hóa xanh, điện máy xanh, bất động sản xanh. Có phải không chị? À như vậy anh bắt đầu mở rộng như vậy Thế là như vậy anh mở rộng sang đa ngành rồi Đa lĩnh vực rồi Yes Và bây giờ anh nhảy sang là Indonesia Nhảy sang Malaysia Nhảy sang Lào, Campuchia Và anh cũng tiếp tục nhân rộng lên như vậy Và hôm vừa rồi tôi đọc là cái báo cáo doanh thu ấy Thì bây giờ cái thằng điện máy xanh của anh ấy lại chiếm tới gần 50% Cái phần doanh thu Trong khi đó cái mảng đầu tiên của anh là điện thoại di động họ Thế giới di động như vậy thế giới di động bây giờ là doanh thu thấp hơn so với đại điện máy xanh đến bây giờ doanh số của anh lên đến hàng trăm hàng trăm nghìn tỷ cho nên là lúc đấy ông mới có cái ước vọng trở thành tỷ phú và ông trở thành tỷ phú đô la được chứ yes à, đấy đấy là cách gọi là scale up và khi bạn scale up ấy thì bạn phải nhớ một là bạn phải đóng gói được quy trình của cái đầu tiên và bạn phải biết cách vận hành được một cái thứ nhất này và khi bạn mở ra cái thứ hai ấy, Thì bạn phải nhớ là phải bứng cây Phải trồng một cái người nào đấy sang bên này Để người đấy có thể thách ke cho bạn Quan tâm cho bạn cây này Ví dụ như là trường hợp đây là anh trai tôi Anh trai tôi sẽ đào tạo tôi Rồi bà Đường hay là bà Mùi hay ông Ngọc Sau đó rồi sang đến cây thứ hai là Nhà máy bê tông Amacao Thì đưa bà Mùi sang bên này Rồi cây Avia thì đưa ông nhật sang bên này các anh chị hiểu thôi sau đó tôi lại đào tạo là ông huy đào tạo bà lý thế sau đó tôi nhảy sang europa thì ông huy lại nên thay hoặc bà lý lại nên thay và đấy chính là quá trình để chuẩn bị cho nhân sự tiếp theo đó thế và hành trình này cứ tiếp tục tiếp tục như vậy nó còn tùy thuộc vào cái trí là lớn hay trí bé của bạn có những người thì chỉ thích mở rộng quy mô đến mức độ là tỉnh thôi nhưng có những người thích mở rộng quy mô đến miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nhưng có những người thì lại mở rộng quy mô đến tận là quốc gia. Hoặc thậm chí là như bây giờ anh Phú Sunhouse anh ấy muốn làm sao để phục vụ 350 triệu dân. Vậy thì nếu muốn phục vụ 350 triệu dân thì Việt Nam có đủ không? No. Như vậy anh bắt đầu nhảy sang là các nước xung quanh. Thế hay là bên chỗ chị Phương Thảo Việt Z, chị muốn phục vụ là hàng tỷ dân cho nên bây giờ chị bay khắp mấy chục nước trên thế giới như vậy chị muốn mở rộng quy mô sang quốc tế rồi anh phạm nhật vượng là anh ấy muốn mở rộng quy mô sang cấp quốc tế cho nên anh bây giờ mới sang mỹ sang úc sang châu âu yes hay là anh quang marsan food thì cho nên là cái việc mở rộng quy mô ấy, nó còn tùy thuộc vào cái tầm nhìn của bạn cái khát vọng của bạn cái trí của bạn và đó chính là cái gọi là giai đoạn scale up ok mở rộng quy mô vâng thế và khi mà chúng ta mở rộng quy mô như thế này rồi thì đến bây giờ là tất cả các doanh nghiệp việt nam mới chỉ dừng lại ở giai đoạn này chưa đến giai đoạn tiếp theo